Chẳng quá nhỉ. Suy nghĩ. Đấy. Tóm lại là thế này. Ông giải nghĩa cho cháu nghe nhá. Nhưng mà lần sau là phải chịu suy nghĩ vào. Đó chính là bàn tay phải. Bàn tay phải có thể cầm được vào tay trái, nhưng mà không cầm được tay chính nó. Đúng không? Đấy, mẹ. Không được thế cháu chịu. Thế theo cháu thì con người ta sinh ra có bộ óc để làm gì? Cháu không biết ạ. Cho nên là làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ càng thấu đáo cháu ạ. Thấu đáo là gì hả ông? Thấu đáo là một cái từ Hán Việt, tức là mình phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, cho thật đến nơi đến chốn. Sao ông không bảo luôn là nghĩ kỹ đi, thế cháu dễ hiểu hơn cơ. Vặn vẹo kinh nhỉ. Hà, vặn vẹo ông hả? Sao cậu cứu, sao cậu cứu? Con là hơi dậy là hơi chưa chưa? Rồi ạ. Bố nói cho con nghe nhé. Kim Cương về ở nhà nội có khoảng một tháng thôi mà ông nhớ nó lắm. Có Kim Cương ở đây với ông trẻ ra mấy tuổi đấy. Vâng.